Đây, món ăn này lăn vào bếp các bác nhé. Ui dồi ôi, em ăn đánh vật thì con này 13 cân các bác. Đã xong hết cái phần cạo vảy rồi, 13 cân. Giờ là đến cái phần sắt chanh. Thì hôm nay làm món nó lẩu cá nhé. Đấy. Các bác muốn cá nó thơm ngon thì sắt chanh vào. Có nghĩa mổ cá em cạo hết vảy đi, sau đó mình bỏ đôi vào chân mình sát này, sát cho nó sạch tưng lên. Bỏ đôi vào chân mình mài tích vào cho nó sạch thì con cá nó không còn nhớt, không còn tanh nữa, thơm lắm. Em này phải bế các bạn, bế giờ muốn ăn lên nó biết. Thế mấy đứa em nó lay hoay quá, mình đi dạy vào mình làm khổ, số nó khổ đấy các bác. Nửa nhé, cứ nửa quả chanh này đấy, cứ nửa quả chanh các bác bỏ cho nó sát vào, sát vào, cứ vừa bóc của sát hết vào đây, nó sẽ đẩy hết những cái bạch vừa bóc của sát sau cái của chanh nó tẩy. Rượu cũng được nhưng rượu không bằng được chanh các bác. Rượu cũng được, rượu rất là thấp thôi, mà không bằng chanh được. Mỗi một con này chắc phải tốn được 4-5 quả chanh nó ngon được. Sát càng kỹ thì càng thơm. Thế em cứ để này ngấm một lúc cũng không được rồi. Ui, nặng quá. 13 cân, 13 cân đấy. Cúc chấm đen. Nói chung là em đánh vẩy rồi em dám quay thôi. Chứ còn nếu mà cái quay cái lúc mà bắt đầu mổ mới đập nó mệt lắm. Nhìn như trò hề quá, nó đánh vật nó. Đánh vật nó như trò hề luôn đó. Sát hết cả bên trong lòng ruột thôi. Sát tất hết cả trong thành ruột luôn. Sát càng kỹ càng tốt. Đấy, hết bốn quả rồi. Con này đánh vật đấy, con này. Chiều nay là làm món lẩu cá các bác. Uống rượu chỉ lẩu thôi. Đấy, chỉ có sát chanh càng nhiều càng tốt ạ. Tóm lại là không nên tiết chanh. Càng nhiều càng ít, bao nhiêu chanh cũng ít. Đấy, mà nhiều để một lúc nó xoắn hết lên nó sạch. À, con cá thì nó trắng tinh ra. Không còn nhớt, thì nó hết sạch cái nhớt luôn. Không còn nhớt luôn. Sau đó là cuối cùng là mình rửa đi. Rửa xong các bác là sắt khúc thì bác làm gì làm thôi. Mỗi người có một kiểu, người thì nấu theo kiểu mẻ, người thì nấu theo kiểu lẩu bình thường. Con này không ăn lẩu cũng hết được, phải lẩu mới hết được đấy. Nghe chưa, cứ chịu khó sát chanh thật kia vào, con cá nó thơm lắm. Cái nước của quả chanh này có tẩy, tự nhiên nó đẩy hết sạch luôn, chả còn nhớt của con cá nữa, thơm phức luôn. Mà con cá nó thơm quá. Dỗi các bạn, chả đi bán loa nữa thì ngồi ăn cá. Nói chung thỉnh thoảng nghỉ ngủ hay. Đang về món âm ly răng cua. Âm ly răng cua hàng xịn, hàng mãi rồi đó. Âm ly bút tơn xịn có hết bạn đang về. Hôm nay có mấy anh em bạn ở Sài Gòn ra, bạn học cùng ra thì mình vào bếp. Bếp
như là bạn ở Sài Gòn ra cho nên mình vào bếp. Đấy, anh nhìn chưa? Mày thôi, sau đó là mình chả mình rửa thôi. Mình chưa có gì chưa? Mình chả mình rửa này. Anh rửa này. Mình chả nó luôn. Dưới cái nền này em đã giải một lớp ni lông đi rồi bác ạ. Đây này, giải lớp ni lông rồi chứ không em không để trực tiếp được không? Em đã giải một lớp ni lông rồi. Bê hưng không đưa giặt mấy con này, là những con này không đưa giặt tí nào, cá to mổ không đưa giặt, cá làm chuyên nghiệp nó khác mình không phải chuyên nghiệp.